Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi trên kênh YouTube Sức khỏe đời sống. Thưa quý vị, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có dấu hiệu phức tạp trên cả nước nói chung và tại Hà Nội nói riêng, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, cố vấn cao cấp của Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam đã nêu ý kiến về việc Hà Nội nên thí điểm cách ly F1 tại nhà. Trước những thắc mắc và băn khoăn của người dân, mới đây bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã có những chia sẻ về vấn đề này. Cụ thể, trước đó, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu đã đánh giá về tình hình dịch tại Hà Nội hiện nay. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu cho rằng, dù Hà Nội có nhiều ổ dịch cộng đồng, song số ca mắc nặng không nhiều do phần lớn đã được tiêm vaccine. Lo nhất hiện nay là quá tải hệ thống y tế, bởi quá tải dễ dẫn đến bệnh nhân tử vong. Cũng bởi vậy, chuyên gia cũng đề nghị Hà Nội nên xem xét cho các F1 có đủ điều kiện cách ly tại nhà để chống lây nhiễm chéo ở nơi cách ly tập trung khi quá tải. Theo ông Phu, thực tế cho thấy khi nới lỏng giãn cách, số ca F0 tăng lên, đồng nghĩa F1 tăng nhiều. Do đó, cách ly F1 tại nhà vừa tạo thuận lợi cho người bị cách ly, đỡ tốn kém, lại không bị nhiễm chéo tại khu cách ly. Hơn nữa, hiện nhiều nhà dân tại Hà Nội có điều kiện, đủ cơ sở vật chất để cách ly tại nhà theo quy định. Đồng thời, hệ thống y tế cơ sở và chính quyền từ thôn, xóm, tổ dân phố tại thủ đô cũng đã đủ năng lực, có thể thực hiện tốt việc giám sát, theo dõi. Phản hồi trước ý kiến trên, ngày 10 tháng 11, bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã có những trao đổi về công tác cách ly F1 của Hà Nội. Theo bà, hiện nay, theo quy định tại Nghị quyết 128, quy định 4800, phụ thuộc vào diễn biến tình hình dịch bệnh, năng lực y tế, năng lực triển khai các khu cách ly tập trung, xem xét các điều kiện cách ly tại nhà. Do đó, từng địa phương sẽ chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp về công tác dịch bệnh. Bà Hà nhấn mạnh, việc này nhằm mục đích đảm bảo an toàn sức khỏe tốt nhất cho người dân và phòng chống sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng. Hà Nội tuân thủ thực hiện các công tác phòng chống dịch, đặc biệt là công tác cách ly, điều tra, truy vết, quản lý người đi từ vùng có dịch về và quản lý cách ly F1. Trong những ngày gần đây, Hà Nội liên tục phát sinh các ca F0 trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây. Đặc biệt, ngày hôm qua, Hà Nội ghi nhận 222 ca bệnh, trong đó có 105 ca ngoài cộng đồng. Do đó, bà Hà cho hay, dự báo tình hình dịch bệnh của thành phố sẽ diễn biến rất phức tạp và khó lường. Trên cơ sở diễn biến tình hình dịch bệnh, Hà Nội sẽ tiếp tục điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch, các biện pháp cách ly đảm bảo vừa thực hiện đúng các quy định tại Nghị quyết 128, vừa phù hợp thích ứng linh hoạt với tình hình cụ thể của địa phương. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thành phố Hà Nội dự kiến sẽ thành lập 508 trạm y tế lưu động, trong đó có 20 trạm y tế xã được đặt tại khu công nghiệp, khu chế xuất. Về kích hoạt các trạm y tế lưu động, góp phần quan trọng vào công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Cụ thể, nhằm chủ động sẵn sàng ứng phó với các cấp độ dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh đã ban hành quyết định thành lập 29 trạm y tế lưu động, trong đó có trạm y tế lưu động tại khu công nghiệp Thăng Long và các trạm y tế lưu động tại các cụm công nghiệp trên địa bàn, bảo đảm nguyên tắc mỗi địa bàn xã, thị trấn có ít nhất một trạm y tế lưu động. Hiện tại, 14 trên 14 phường của quận Ba Đình cũng đã thiết lập trạm y tế lưu động với tối thiểu 5 nhân viên trên một trạm, được bố trí đầy đủ các trang thiết bị và phòng, khu vực làm việc. Tiếp đó, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân quyết định thành lập trạm y tế lưu động tại 11 phường. Bác sĩ Ngô Phương, trạm y tế lưu động phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân cho biết, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, việc thiết lập trạm y tế lưu động là rất cần thiết, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Trạm y tế lưu động sẽ đáp ứng 5 nhiệm vụ chính: quản lý, theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà và cộng đồng, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, tiêm chủng vaccine, truyền thông về công tác phòng chống dịch bệnh, khám điều trị, cấp thuốc cho người mắc các bệnh khác. Đến nay, nhiều quận, huyện trên địa bàn đã thành lập các trạm y tế lưu động, đồng thời kích hoạt và tổ chức diễn tập với các tình huống giả định khi xuất hiện các chùm ca COVID-19 trong khu dân cư và khu công nghiệp trên địa bàn. Các buổi diễn tập đã diễn ra thành công, đáp ứng được các yêu cầu về quản lý, theo dõi và chăm sóc người mắc COVID-19, đáp ứng khi công nhân có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19, phản ứng khi người dân mắc virus SARS-CoV-2 có diễn biến nặng, cần xử lý kịp thời, khám chữa bệnh thông thường cho người dân. Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Trung, để hoạt động hiệu quả, một số trạm y tế lưu động cần xây dựng quy chế, làm việc, phân công công việc cụ thể cho từng cán bộ, đồng thời niêm yết lịch trực, đường dây nóng, có biển hiệu, biển chỉ dẫn đặt ở nơi dễ nhìn.
các địa phương cũng cần quan tâm đến địa điểm đặt trạm y tế lưu động, nên bố trí trạm y tế ở những nơi có giao thông thuận tiện. Ngoài ra, mỗi trạm y tế cần có ít nhất 5 phòng riêng biệt, đảm bảo thu nhận được 100 trường hợp F0. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, các trạm y tế lưu động có chức năng triển khai mọi hoạt động trong phòng chống dịch tại cộng đồng, kết nối giữa chăm sóc, quản lý người mắc COVID-19 tại nhà với chăm sóc tại bệnh viện, phát hiện các trường hợp diễn biến nặng và chuyển tuyến kịp thời, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh, sơ cứu, chuyển tuyến kịp thời các bệnh thông thường cho người dân trên địa bàn được giao, hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh. Sáng ngày 10 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội xoay quanh các vấn đề về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại đây, Bộ trưởng cũng thông tin về việc dự báo COVID-19 vẫn phức tạp trong thời gian tới. Cụ thể, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thành Long cho biết, việc dự báo với COVID-19 trong thời gian tới là hết sức khó khăn, bởi tới thời điểm hiện nay, các nước trên thế giới chưa có dự báo dài hạn. Tổ chức Y tế Thế giới chỉ đưa ra khuyến cáo chung là đại dịch COVID-19 không thể kết thúc trong năm 2022, mà phải có thể 2023 hy vọng thành bệnh theo mùa, vì đại dịch chưa xuất hiện trong tiền lệ, liên tục có các biến chủng. Việc dự báo là rất khó khăn và khó thực hiện. Bộ trưởng cũng phát biểu, thời gian qua, chỉ chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, một số địa phương, số ca nhiễm tăng trở lại. Chúng tôi cũng đang rất quan ngại. Thủ tướng, Ban chỉ đạo, Bộ Y tế liên tục yêu cầu tăng cường công tác phòng chống dịch. Từ nay đến cuối năm, chúng tôi cho rằng tình hình dịch sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, vì hiện nay chúng ta gần như trở lại trạng thái bình thường, đã xuất hiện tâm lý chủ quan. Đồng thời, Bộ trưởng cũng lưu ý các địa phương hết sức quan tâm, tăng phủ vaccine càng nhanh càng tốt để giảm được tử vong. Theo Bộ trưởng, công tác phòng chống dịch từ nay đến năm 2022 vẫn là công tác trọng tâm, trọng điểm theo đúng tinh thần nghị quyết 128. Thời gian qua, chiến lược vaccine triển khai rất thành công. Đến nay, mua nhập khẩu qua các hợp đồng, các cam kết, thỏa thuận cung ứng lên gần 200 triệu liều, có thể thời gian tới lên gần 200 triệu đối với vaccine về Việt Nam. Chúng ta cũng đã thúc đẩy ngoại giao vaccine, triển khai tự chủ vaccine qua nghiên cứu. Chiến dịch tiêm chủng đã triển khai quy mô lớn nhất, hiện nay đã tiêm được cho 94 triệu lượt người. Chúng tôi đã tiếp thu và báo cáo việc phân bổ vaccine theo yếu tố nguy cơ tình hình dịch. Ông Nguyễn Thành Long cũng thông tin, chúng tôi đã chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tốc độ tiêm phủ nhanh 1, trả nhanh mũi 2. Lượng vaccine về hoàn toàn đảm bảo đủ cho người dân từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi và đảm bảo cho người từ 12 tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi. Với mũi 3, đến cuối năm nay mới có kế hoạch để tiêm. Và địa phương đưa ra tuyên bố tiêm mũi 3, nhưng chúng tôi cũng đề nghị phải theo hướng dẫn chung, đảm bảo công bằng nhất định. Tất nhiên, không đảm bảo hết được vì có những địa bàn rất nóng, căng nên phải dồn vaccine về tiêm cho địa bàn đó. Có thể nói, trong bối cảnh chuyển dịch sang trạng thái an toàn, linh hoạt thì không thể không có ca nhiễm. Tuy nhiên, để hạn chế và kiểm soát rủi ro, thì mỗi người chúng ta cần phải trang bị cho mình những biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cần thiết và tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại!